Khánh, Lulu. Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc, được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Quán Ăn Hạnh Phúc, một chương trình truyền hình về ẩm thực với nội dung mới lạ, bắt đầu lên sóng từ tháng 2 năm 2022. Một quán ăn được duy trì bởi sự hạnh phúc của thực khách nhưng lại không có thực đơn đã đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả. Trước khi bước vào cái bữa ăn thì cái quán chúng tôi có một cái thông lệ nho nhỏ. Ở đây chúng tôi ăn, chúng tôi không lấy tiền của thực khách. Ôi rồi vậy quán mình tồn tại bằng cách gì? Chúng tôi bán vì đam mê thôi. Đam mê. Trời. Nhưng mà không phải ai cũng ăn được. Thực khách tới đây phải vượt qua một cái thử thách để cho ông chủ là tôi cảm thấy là ô, thực khách này đúng là một người có bản lĩnh, một người xứng đáng để mà hưởng thụ cái bữa đại tiệc này. Thì trước khi bữa ăn bắt đầu thì các bạn có đồng ý mà tham gia thử thách của chúng tôi không? Muốn ăn mà cực quá hơi về. Dạ. Ủa sao vậy, không có phải đi vậy, chơi đi sao chơi đi. Ăn vô ăn mà còn bị bắt thử thách nữa, cực quá hơi đi về chơi đi. Tính ra là hai vị khách này thiếu nghị lực nhất luôn, thật sự đúng không? Rất là nhiều vị khách đều chơi nhưng mà khách này có vẻ hơi nhùng đúng không? Không, nói vậy thôi chứ em chơi tới bến luôn á. Em chơi tới bến à? Dạ tới bến. Anh chơi thôi, kệ em chơi rồi anh chơi luôn. Ở đây tới bến thì ở đây cũng phải tới thuyền tới tàu đâu. Ok, vậy thì cần chuyện chơi gì nữa, chúng ta hãy đến với phần thử thách của Quán Ăn Hạnh. Những thử thách vui nhộn và hài hước ở mỗi tập phát sóng dường như là món ăn tinh thần vào mỗi thứ bảy hàng tuần. Hãy kể tên 5 loại topping trong pizza. 1, 2, 3, bắt đầu. Tôi biết. Cho tôi đi. Em đi vòng được mà. Ôi trời ơi. Ôi. Trời ơi. Em xin trả lời đó chính là nấm và cà chua. Cà chua có nhiều loại luôn, cà chua xay hoặc là cà chua để miếng, rồi tôm, rồi cả thịt băm, xúc xích. Em có thể kể luôn là phô mai, cũng như là những cái ớt chuông. 15 loại rồi à? Ồ 15 loại rồi, vâng, rất hay. Nếu như mà ai hát là coi như đây là cái tấm vé để chúng ta bước vào đại tiệc. Ly cà phê như ban mê. Ly cà phê như ban mê. Đúng không? Hay sao Ly, bài đó hay sao qua nội? Cà phê như muốn nói. Ly cà phê như muốn nói, nói cùng tôi điều gì. Nhưng mà không đúng mà, ly này là ly cà phê xưa như sao vậy? Đàng hoàng có cái bài cà phê xưa đá nhiều mà. Có rồi, nhớ nhớ. Sài Gòn cà phê xưa đã chua chua da 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 da. Đá nhiều quá uống đau họng quá. Em hỏi là mình có cần nhất thiết là phải đúng cái bài có cái chữ trong hay là mình chế? Em chế được không? Được. Mày em. Phải chăng lúc này em có một chung chôm chôm? Mày phải thêm nữa. Để em ăn cùng một ly cà phê sữa đá. Cũng được. Khoan, cho anh biết cái bài gốc là bài gì vậy? Anh biết bài đó. Bé hát quên nhưng mà bài gốc. Tại sao em có thể suy nghĩ đến một bài hát nghe nó chột bụng như vậy em? Thật ra anh nhớ là có một bài là có thiệt có trái chôm chôm trong đó luôn. Anh nhắc giai điệu nha. Mỗi mùa chôm chôm chân. Thôi chúng ta nên cho hai vị khách này vào ăn. Kéo vô được không? Kiểu giống như cốt chấp. Dạ chúc mừng hai người. Không, tôi làm được mà. Thì chú làm được. Tôi làm được. Ủa em cũng làm được, anh nói gì vậy? Không bé ơi, hát vậy là được rồi bé ơi. Ok. Ủa làm sao vậy? Cái đó là gì? Tôi có bị miss cái trend gì ở trên mạng xã hội không? Thì cái trend này là phải người dưới 30 tuổi mới biết vậy. Đúng rồi, trên 30 tuổi không biết được. Những người mà hơi lớn thì chúng ta sẽ không biết nha. Các em có rành về câu ca dao tục ngữ không? Có công mài sắt có ngày lên kim. Đúng. Hôm nay chương trình chúng ta về ăn uống, cho nên chúng ta sẽ nói những câu ca dao tục ngữ có chữ ăn thôi. Nếu như thay phiên ai nói nhiều nhất thì người đó thắng. Tu xì có ai nói trước? 1, 2, 3. Rồi. Ăn quả như kẻ trồng cây. Ok kìa, định nói. Tê tuôn. Ăn trong ngồi trong hướng. Ăn cây táo rào cây sung. Ăn thu đủ, ăn thu đủ. Ăn một. Ăn một. Ăn một. Ngày đàn, ngày đàn. Chị gọi ý em ăn một ngày đàn hoặc một sàn côn là sai rồi. Trời đất ơi, mày có chán trợ lý luôn đi. Đi một ngày đàn mà. Những món ăn ngon với nhiều thông tin hấp dẫn cùng với sự trải nghiệm đa dạng của nhiều thực khách khác nhau đã tạo nên một chương trình ẩm thực vô cùng thú vị. Wow. Xin mời bừng cái cô vô cái mặt em sáng sân khấu dễ sợ Khánh. Trời tiêu.
bình thường mọi người thấy là thường cua chỉ có 2 cặp càng lớn, nhưng mà ở đây tới 4 cặp càng lớn luôn. Đúng rồi đó, đúng rồi. Trời, đây là lần đầu tiên em ăn cua hoàng đế luôn á. Thôi, để yên đi. Giờ bây giờ mình ăn đi. Bây giờ mình cho các khán giả coi cái cảm nhận. Trời, cái càng mà nó dài. Đây, trời ơi, sao cái con cua lột đẹp quá. Sao lột đẹp quá vậy? Ghê má. Chuyên gia, chiến thần lột rồi đúng không? Đây là một cái mẹo cho mọi người á. Là khi mà ăn cua hoàng đế á, nhớ xin cây kéo. Xong rồi mình sẽ cắt ra. Ủa em, bắt bóng nãy giờ. Ví dụ em biết vậy sao không xin chung cho tập đoàn đi, em xin mình em. Để em nói đây là một cái mẹo mọi người nên cái kéo. Rồi cái này là em dành cho chị Trang nè. Cảm ơn em, rồi em vậy. Cái thịt cua á, chị đà lại cho em. Em ăn không nha. Mà em vẫn cảm thấy cái hương vị nó rất là nó đậm vị hải sản lắm. Bởi vì nó có cái vị muối nhẹ mặn mặn trong đó. Nhưng mà đố mọi người một cái là tại sao cua hoàng đế mọi người đa phần đều là ăn chân cua thôi? Tại vì cái chân nó nhiều thịt. Của cái chân cái que nó thôi. Mà bằng cả thịt của một con cua Việt Nam mình rồi đó. Nè nghe cả nhà ơi, lần đầu tiên em ăn cua hoàng đế rất là ngon nha quý vị. Rất là ngon luôn, tuyệt vời lắm luôn. Mà cộng cái nước chấm sốt hải sản của hải sản hoàng gia nữa. Còn gì nói, còn gì bằng. Vô. Chị ơi, Trang giống mấy người lai chim bắn cua quá ha. Khi mọi người ăn mọi người cảm thấy cái vị của nó rất là ngọt. Ngọt, thịt nó ngon. Nó ngọt, nó thâm, nó ngon mà nó đậm đà. Rồi bây giờ là Khánh, cái phần yếm này chị nghĩ á, mọi người nên thử một miếng. Tại vì mấy khi mà được ăn chung một con cua nó ngon như vậy thì mọi người nó tưởng. Ê, cảm giác này vui quá à. Vui giống như cái gì không? Ngày xưa mình đi học mà kiểu như sinh viên mình á, hay tù lại ăn mua cái gì mắc, xong rồi cả đám sinh viên là ăn. Sinh viên Khương bật mí cho mọi người biết là hồi xưa Khương với học Khánh học chung lớp. Hồi xưa là mua khoai lang vô tụ vô ăn chung, chứ mà ăn cua tôm nha. Ăn khoai lang, đừng nói vậy. Mấy bạn nghe mấy bạn buồn. Ngon lắm, ngon lắm. Đừng nói vậy, nó sinh viên sao mà giàu dữ vậy. Khoan nè, em phải dưới một miếng nước sốt lên. Hồi xưa nói với cha mẹ là con có tiền đi học. Em phải chấm thêm miếng sốt nữa. Mà giờ nói với cha mẹ là con ăn cua trong trường. Cha mẹ buồn, nghĩ là xưa đi lấy tiền anh đi học để ăn cua. Anh muốn đậm đậm lên. Đậm đậm múc làm sao? Múc đậm đậm là múc dày dày á. Nè cái thịt của nó đảo quá hả? Béo. Múc lên, múc lên. Rồi béo quá. Xong anh chấm vô đó. Anh chấm vô cái nước chấm á. Đúng rồi, phải có nước chấm. Phải chấm mới ngon nha Khương. Đúng không? Béo quá hả? Béo lắm. Đảo quá. Đó, hái chuyện đúng là cái này phải chấm với cái nước sốt. Anh ăn hết chưa em? Anh thấy sao? Nó cân bằng cái vị béo rồi. Anh thấy sao? Cái nước sốt là cân bằng vị béo đó, nó nước nó ngon là mình bị ngấy. Rất là ngon. Cho anh xin một cái lươn cuộn để mà anh có thể nào mà cảm nhận cái hương vị của nó một cách thơ mộng được không? Ok, rồi cái này mình vẽ một gắp là cho mồm luôn á. Anh sẽ cho một ít wasabi. Đây, một cục như thế này. Sau chúng ta bỏ vào mồm. Ngon lắm em ơi. Thật sự anh cảm giác như là mình đang trên một cái xích đu á. Và vòng đu quay cứ mỗi phút giây lại càng bay lên cao. Và lòng anh sẽ ấm áp như là một ly sữa thơm. Ăn nó cảm giác như một cái âm thanh, một cái giai điệu gì đó. Em thì cảm giác nó như là kiểu đưa nơi luôn ở lại. Đưa nơi luôn ở lại. Nói chung là ăn tuyệt vời quá. Rồi, giờ mình sẽ thử xoay xéo. Quá, mời mọi người. Mời mọi người. Mời mọi người, hấp dẫn quá ta. Cái này mình có ăn với nước chấm gì không ta? Có Trang rồi. Có Trang. Trang đây. Đây đặc biệt nha, bình thường mình ăn xôi, thường ở nhà mình ăn xôi á, mà xôi ở thành phố Hồ Chí Minh á, mình ăn với tương ớt đúng không? Đúng rồi, với tương ớt hoặc là nước tương. Nước tương hoặc là chúng ta ăn một cái loại nước sốt gì đó chua chua ngọt ngọt. Còn cái lần này là chúng ta sẽ ăn cái nước kho thịt của cái miếng thịt ở trong cái xôi luôn. Cái phần xôi dẻo, thơm. Nó chảy rồi, chả cốm đúng không mọi người? Đúng. Ngon đấy. Ngon quá. Ở bên trên sẽ có một ít đậu xanh nữa, cho nên là ăn xôi cảm giác là nó béo bùi, rất là thích. Đối với món hàu sống này thì Long sẽ bắt chanh để cho nó tái trước, nó vệ sinh chứ. Đúng rồi. Và nếu mà ăn món hàu này thì Long nghĩ rằng là với những người mà lạnh bụng, Long là một người rất là dễ bị nhạy cảm với các thể loại hải sản, nhưng mà vẫn rất là ham ăn đồ sống, nên là Long sẽ sử dụng với lại wasabi để làm cho nó cân bằng lại cái vị, có nghĩa là một cái gì đó nóng ấm với lại một cái gì đó nó lạnh lạnh.
Dạ. Đúng không? Lu thì lại không ăn được wasabi bởi vì Lu không có thích cái vị quá nồng, cho nên là cũng sẽ là để lên miệng và đưa vào miệng. Chỉ là tái chanh thôi. Đúng rồi, tái chanh thôi. Ồ, thôi mỗi người ăn theo mỗi cách đi. Có gì mình cho cái sự review nó riêng. Con hàu rất là mập luôn á. Trời ơi, mập úng. Đây, nếu mà anh ăn là anh sẽ vắt chanh vô đúng không? Đúng mà rồi. Anh nghĩ thật ra là cái cách của anh là hình như là cách mà thông dụng nhất với lại tất cả mọi người ăn đúng không luôn? Dạ đúng rồi. Wow. Thật sự bình thường thì em sẽ vắt chanh xong rồi em sẽ bỏ một ít mù tạt rồi ít nước tương, nhưng mà hôm nay em sẽ thử ăn cái kiểu của Lu nói. Thử như thế nào để em cảm nhận cái vị tươi của nó. Wow. Và ăn Long rất là đam mê cái vị wasabi, tại vì khi mà ăn mà nó nằm lên trên mũi thì cảm giác nó rất là khá thú vị. Đây, một con hàu rất là béo. Béo à. Kế tiếp là mình sẽ ăn bào ngư trứng muối. Bình thường Lu ăn bào ngư á, thì đa phần là sẽ có sốt dầu hào ăn với cải thìa. Khi mà ăn bào ngư sốt trứng muối thì với Lu đây cũng là lần đầu tiên Lu thử. Mời mọi người. Ngon quá Lu ơi. Ngon quá. Cay không? Cay hậu vị. Béo. Đầu tiên á là chị ăn vô nó tạo cho chị một cảm giác rất là hoàng gia. Cái bào ngư hồi xưa là cho vua chúa ăn mà. Thì ăn vô đầu tiên mình thấy cái testosterone mình nó tan liền. Testosterone mình nó tan liền luôn. Nhưng mà nói một cách nghiêm túc thì thật sự là cái món này chị rất thích nha. Đặc biệt là có cái trứng muối vô rất là thơm. Trứng muối nó sẽ làm cho cái hương vị của cái bào ngư nó đậm đà hơn. Và tiếp theo nữa thì có chút cay nữa mà Long rất là thích ăn cay, nên thành ra là món này khi mà vào miệng nó giống như là kiểu nó có một bữa tiệc nhảy nhót trong miệng đó. Mình nói vậy cho nó sang. Ok, anh nhảy trong miệng rồi sộp. Và nó sẽ có một cái loại nước sốt tên là nước sốt xào mì. Thì cái này cũng rất là đặc biệt. Đây là cái món kế tiếp đúng không? Đúng rồi, chả ốc. Mời em. Thì nói chung là nó sẽ rất là đầy đủ các hương vị cay, chua, mặn, ngọt, có cả mọi người ăn chung với cả bún. Sẽ giống như kiểu là một cái cảm thấy một cái thác nước ở trong họng em vậy đó. Nó một cái hồ bơi tạo sóng. Đúng rồi, nó có rất nhiều những cái đợt sóng vị giác nó tràn vào. Ăn nó chạy vô cái họng mình giống như là nó đi ống đen vũ trụ á, tuột xuống dưới đây. Mà nãy giờ là tôi đĩa cái nồi đó hơi bị lâu rồi đó. Mình có thể nào mà cái nồi rất là to ở đây. Cái nồi đó nó giống như là một cái sự bí ẩn nào đó vậy ta. Lẩu úc. Và tới món lẩu này thì trợ lý của tôi sẽ chăm sóc cho các bạn. Đúng rồi, mọi người cứ ngồi đó chơi nha. What? Đúng rồi, mọi người cứ ngồi đó chơi nha. What? Có gì vậy? What? Có gì vậy? Cái gì vậy? Hết rồi. Bàn tay bé nhỏ làm sao mà chịu được sức nóng này. Bàn tay bé nhỏ làm sao mà chịu được sức nóng này. Trời ơi. Ốc hương nè, làm cho nó nóng mà. Ôi trời ơi ạ. Nghi ngút. Wow. Nhiều topping quá kìa. Chúng ta vẫn còn bên ngoài cơ mà. Ok, mà có thể ăn thêm một hai chén nữa. Và cái nước dùng này rất là đặc biệt. Cái nước lẩu này á, là sẽ có xương hầm, nước luộc ốc, với lại có giấm bỏng. Thấy chưa? Đúng không? Có giấm bỏng. Cảm nhận được có giấm bỏng. Trời ơi. Đã quá hả? Nó ngon. Nó ngon lắm mọi người, húp hết nước đi. Khi mà ăn xong tất cả các món đều làm từ ốc thì em nghĩ là hơi lạnh bụng, mà cái nồi lẩu này nó ấm bụng chẳng hạn, cảm thấy là rất phù hợp. Thì đầu tiên á, em chia sẻ là em cảm thấy hạnh phúc vì được ăn với mọi người. Quán ăn hạnh phúc mà. Dạ đúng rồi, quán ăn hạnh phúc. Lâu lắm rồi em mới được ăn một bữa ăn giống như gọi là bữa ăn đoàn viên, nhưng mà không phải là gia đình mình mà những người bạn, những người anh em, những người anh, những người chị. Em cảm thấy quý điều đó, em cảm thấy rất là hạnh phúc. Thì hôm nay đúng là một cái bữa ăn rất là vui. Mong là sau khi kết thúc chương trình thì hai em sẽ gặp thêm nhiều người bạn. Dạ. Có thêm nhiều cái bữa ăn hạnh phúc giống như vậy nữa. Xin cảm ơn hai thực khách của chúng tôi rất nhiều. Cảm ơn anh. Cảm ơn em. Cảm ơn anh.
Và cũng xin cảm ơn khán giả đã quan tâm và theo dõi chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.